Ok, hello tất cả anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại clip tiếp theo của mình. Anh em ơi, hiện tại là gió cũng có anh em ạ. Nhưng mà gió này thì cũng bé bé đây, không đủ để test con Thái Lan này nhỉ. Hôm nay thì mình sẽ bắt con này thả tiếp anh em nhé. Con siêu phẩm này thì của mình là huyền thoại, hôm nay mình sẽ chơi quả này anh em ơi. Thôi được cậu lọc keo thôi. Nước uống à? Ý, cuốn gió, gió tẩm đá đấy. Đứa này lại ui. Ê! Thóc này. Đứa này đùi cầm cầm cho cậu. Đứa chân này. Người mẫu à? À. Ok nha, mày hôm nay mình sẽ lắp siêu phẩm này anh em nhá. Đây là siêu phẩm xịt muỗi. Con này mình làm từ lúc mình bắt đầu chơi dèo lại. Ok anh em nha, siêu phẩm xịt muỗi này của mình nó có từ thời mình bắt đầu chơi lại dèo anh em ạ. Lúc đấy là khoái này là làm một con. Con này âm kêu đẳng cấp. Cái thời ngày xưa anh em mình thả thì 6 xịt muỗi nó là một cái gì đấy ao ước luôn anh em ạ, thật luôn. Thời đấy toàn chơi nó đập nó quay gỗ đi ra. Thời đấy toàn chơi sáo xê sủi, bí đao, nước yến. Chứ còn này, đẳng cấp xịt muỗi thì có khi không có ai, chơi toàn diều cùi thôi. Hôm nay mình sẽ lắp quả này vào mình để mình chiến nha anh em nha. Anh em cùng đón xem con này đổ pum 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 nào, đẳng cấp luôn. Con rắn. Ok nha, mình sẽ tháo cái này ra nha, tháo cái sáo này ra. Tháo này cầm nó. Hôm nay sẽ là siêu phẩm xịt muỗi. Con này đèn gắn cố định ở đây rồi nhá mọi người. Gió không ở ngoài để test con Thái Lan này ạ. Gió toàn gió vớ vẩn. Toàn gió tối. Gió tối thì không nhìn thấy gì cả. Canada. Okay. Đây phải chạy từ đây. Mày chỉ tung của tao cái thôi. Chạy từ đây. Chạy chạy như con lấy á. Đấy chạy như cái đó này. Thôi thôi thôi. Ôi. Lắp cái sáo khác đi. Đây rồi nhá. Con này đéo cõng được con lấy gì. Bao nhiêu sáo mới đấy được cùng con này nhỉ? Nó đổ đá diêu gặp này. Thằng bố mày tăng thích cho mày nhá. Thế mà bố mày bảo mai tao tăng cho mày. Rất nhắn. Cậu phải cho là có tí về nhắc bảo bố ơi. Bố ơi bố. Ờ mày đi biết cái đồng nõa gì mà nào. Thằng cái thằng béo nào nhỉ? Mai tao xuống xem. Mày vừa đi mua rượu sáng phải không? Tớ rượu. Mày mua mà tao bán được. Nhanh. 2 lít. Ồ, ra. Rượu mới hai cái đấy. Trong cái gì? Rồi tao bán cho. Rốt. Chúng tao vừa bán nó vừa cho. Con này chú xịt quá. Con này mua à? Con nhà này, con đang ngồi đây. Pha cảnh nhá. Vào ngay chú Duy bảo đấy, chú con ơi chú mua làm đấy. Chú ơi cho cháu cái ơi. Kinh thương mày thấy con dò như thế chưa? Chú sang đây hỏi chú à? Mày thấy chú Duy mày làm thế nào không lên nào? Hôm nào mày thả mày gọi chúng ta thả mày. Dạ. Hả? Quan trọng là có gió hay không à? Con này không cần gió.
Kéo phải ra kia thôi, ra ở đấy xa quá, mắc dây lằng nhằng đấy. Ok nha, nha, nổ máy nhá. Gió, gió nghe có vẻ, gió nghe có vẻ không không ổn mấy. Ai ai bảo mới 4 giờ quá. Thế á? Tao biết là bịt mà. Bịt á? Gió này bé lắm. Nghe chừng không ổn mấy nhờ. Ué, đi xa thế. Tít tít đỉnh đồi kia. Có gió không? Nổ đĩa. Đâu có đi. Thế thôi, không mắc máy đấy. Ôi. Thái nhá. Thóc đùi lại kia. Ok. Quế kìa. Xong rồi. Lên cơ, lên cơ, chú cái nhanh. Được rồi, được rồi. Ôi, cứ cái gì vậy? Đi theo kia. Con xin à. Đi ra, chú Duy. Ơi. Con ra. Thảo thả lên tay, chú cho thả. Đây, 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 đây. Ồ. Con này 3 mét rồi nhỉ? Con này 3 mét. À, đây Thảo cái thả. Thảo cái 4 à? Nào. Ba mét là khác cửa. Vào việc. Nổ đi á. Thông cái này thông. Nổ mà đổ cái tay áo ấy. Hả? À? Thôi á. Nhẹ không, đây là gió bé đấy. Chú thử xem thằng này với chú cầm, ai to hơn. Cầm chú quăng đấy, cầm chú quăng đấy. Vâng. Cái quăng dây ấy. Gió này lên ngay diều cõng nhẹ lắm. Lên rồi anh em ạ. Cõng 6 nghe hiểu cầm ấy. Cõng con này. Chú lấy cái bình thịt con muỗi này. Đừng là 6 con muỗi. Đi, cứ cầm ở đây cho chú. Thế chúng mày cuốn bằng cái gì? Cuốn vào thùng, cuốn bằng tay. Thùng là dây vàng. Dây này không cho vào thùng được. Dối à? Dây này không cho vào thùng được, dối. Đéo biết, quả trực quan này em mang vào đây. Nhặt đâu đây? Đến nhà nó đâu? Dây ngõm này. Tao đi mua đi nhặt con dèo ngon, rẻ đẹp. Đâu? Con của anh đi khỏe. Con này á? Không gì đấy. 4 lít rưỡi ông cụ à, rẻ cái đồng ruộng. 6. 3 lít 6. 6 cái nhồi. Bố thì tao mày đi vai 6 đéo. Chú Linh chú dạ kéo nhiều răng nhiều quá răng lôi chứ. Tao bắn tiền thả thả đi. Con này bụng bầu đẹp nhỉ? Đẹp. Anh mua 2 lít rưỡi. Vừa 3 lít 6 giờ anh dưới. Thả đi, nổ đĩa đi. Thả không em? À, à. Gì? Để đeo căng thế nhỉ? Đeo thả con đù đù được vậy nhỉ? Cái đù đù đây chứ. Nói chung là cái con này kêu bé anh em ạ. Hoặc là ngày xưa đẳng cấp thôi chứ còn bây giờ bình thường. Về á? Về thả đi, gió này lên được ấy. Con nào đi? Ừ. Con nhà anh à? Con nhà ấy. Con thôi nhặt cụ thôi, đâm đau thôi. Nhà nhà gì nhỉ? Quên mất à? Thằng kia thì biết con này chỉ Phương. Ừ. Con này cõng cái này nhẹ, cảm giác nhẹ hấn đi. Một con à? Bục phát lên đồi lên luôn. Leo lên tầm này gió căng. Chạy lên đã căng rồi. Bụng bầu này đón gió tốt. Về lấy con đại trà ra. Đại trà đồ đó. Đi. Chưa bán hết à? Đi đại trà tới tao mày đi nhặt.
tôi thả đi. Giấu cái con rừng đéo à, con sáu thì kéo kéo mẹ xuống đạp. Con sáu là ok nha, mày lên nói anh em ạ. Căng đét. Quả sáu này thì hơi hơi cúi bắp anh ạ. Ngày xưa là đẳng cấp, bây giờ nó còn tiền lắm. Đính giờ. Mẹ Ninh đang về lấy rượu, không biết là có dám thả không? Hãy làm hồ muộm. Tiếp tục nổ con đại trà khẻ ấy nhá. Úi, bắt đầu đấy. Mẹ hết chấp vá rồi đấy. Giờ đó gọi là nghệ nhân Ninh, giờ gọi là nghẹo thôi, còn vớ vẩn thôi. Lưu kiều với tiến à quý nhờ. Đi. Trông này, đây là nghệ Ninh nhá. Trông có chán đời không? Sáo này đây, nghệ Ninh đây. Sáo à, nghệ Ninh đây, diều đây. Em mất hai chỗ quần này. Ờ. Gió đấy, gió cuốn đấy nè. Đỗ rồi anh em nhá. Quý quý ra dòng dây quý ơi. Chạy đâu ấy? Đây mày. Bây giờ mày ra đây đánh ngắm dây cho xong mày, xong mà mày ra đây mày tung cho thằng Ninh nó chạy. Điện đường. Ra đâu ấy cậu đi. Anh em hôm nay sẽ thả diều một chỗ mới nhỉ. Thả con diều khẻ này lên nhau lên. À lên chỗ kia cậu đi. Ok mình nhớ đợi để lấy dây ạ. Đi. Ê, đứng luôn từ đây quay nhá. Vâng. À, cái hình hiểm trở đấy. Nổ máy nhá. Đến đôi quá. Rồi. Con siêu lì này, châu lì này, vua lì đòn này. Có hiện tượng gì không? Con nhãn đây á? Mày ném lại nào. Như đồ buổi. Hả? Lúc chạy ở trên đỉnh có gió, tao thấy mày giật giật ở đây bắt đầu có gió đây. Làm lại nha anh em nha. Phát vừa rồi mắc cây nha.
Thôi. Từ từ. Chưa có, chưa có. Ở đây có rối rồi rồi đâu thấy. Lúc nào có gió dưới thì thả. Có nổ máy không? Đội. Đội này. Ok. Chạy đi. Vì nhìn thấy vì viên đen xì ghê cho cô đi. Thảo ứng chứ. Thảo ứng chứ hả cô đi. Không lên nữa anh em ạ. Nói chung là gió kém lắm. Không còn tiền. Mình thả con mình lên đang đỗ rồi. Nó này nhẹ gió. Con này đại trà nặng gió lắm. Đây không còn tiền lắm. Mua áo rồi. Ok nha mày. Hiện tại bây giờ đang là buổi tối nha mày. Anh em nhìn cây cối này. Ui cái gì ấy. Ui cái gì kêu á. Anh em ơi. Tối gió to lắm anh em ạ. Đèn chớp nhằng nhằng đấy anh em. Anh em ơi. Úi ôi gió tẩm đá này. Sợ không? Nó va răng này. Đây. Đây. Đây nha anh em nhá. Nghe kinh anh em thấy kinh không? Tê răng này, tê răng. Tê răng luôn. Đây, ui gió cuốn lắm anh em ạ. Đây mình gài đây kêu gió kinh. Tối đến à, mình một trời luôn. Tối gió to thế, chiều thả mang lên cái con đại trà đấy mà tối cuốn không này. Ui, ra đây cho anh em xem. Gió cuốn này. Ui. Ui. Nay ban ngày đẹp không? Ok anh em nhá. Đêm nay không biết có thông thì thông đít không nhờ cả lắm. Mình một trời luôn. Trên sáo dưới sáo. Đàn này đang cất đi này. Trên sáo dưới sáo. Sợ. Ui thì à, tầm này linh thả khéo con đấy gãy đôi mất. Lên không. Ui thì à, bão. Hả gãy không. Con này lên lên lên. Ui là lên phát cách. Ừ, gió như bão. Từ từ nhá. Rồi. Chạy đi. Kéo mạnh nhà cho gãy. Chạy mẹ đằng kia ngon hơn.
lái đi. Mẹ ăn cây sỏi. Tao mà lên thì chắc phải dễ đôi. Ơi. Ui nó mắc kia kìa. Mắc quái khe kìa. Khe này. Mày kéo hẳn luôn gãy lực linh nó mắc cái nèo đứt ra sao được. Kéo cho gãy hẳn luôn. Nữa. Nào, để tao mày kéo cho gãy đi. Chiều cháu xuống. Mắc phải choạc rồi. Từ. Ở đây nó có lõng này nó có gió đéo đâu. Mày chạy ở xuôi, mày đừng chạy chạy đứng ở ngã ba đấy, tiến hẳn lên đường rồi này. Chạy ở ngã ba đéo được đường chạy. Chạy đi. Chạy nông thôi. Ừ. Bít bít thì địt. Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ đang là gần 12 giờ đêm anh em ạ. Con diều của mình vẫn cứ là hỗ ok này, vẫn cắn điếc luôn. Anh em nghe mình thả nhé. Sợ. Như con của Nghệ Ninh này xuống rồi. Con của Nghệ Ninh này còn cái nịt luôn. Tối rồi. Đêm khuya rồi. Chắc phải để mai đi nhặt anh em ạ. Xuống rồi. Con đại trà này khó đổ lắm. Con của mình vẫn căng đét. Cho anh em xem vẫn đổ đung đung nữa này. Nó đổ đỏ này à. Anh em nhìn đi không? Nghe nháy đấy. Dây của Nghệ Ninh vắt đỉnh mái nhà rồi. Con này dây mình vẫn căng đét. Căng đét. Ok anh em nhá. Đêm này chắc mình để thôi. Không biết là thâu đến sáng không, mình thả ngắn dây được không, không dài anh em ạ. Thế thôi, à, tạm thời thế đã. Đấy, mai thì có gì dụng thì đi nhặt anh em nhá. Phải, thế nhặt nó dụng ở đâu thế? Nó dụng ở chỗ nào á? Lúa đằng của nhà kia ạ. Đi bộ à? Thì đi thể dục à? Đi bộ bây giờ đấy, tao nhìn xuống giường linh tao không có phải. Dụng tối hôm qua rồi bây giờ tao mới đi. Tinh. Vâng. Ngay chỗ đồng trầm đấy à? Vâng. Ok anh em, hiện tại bây giờ sáng rồi nhỉ. Gió vẫn căng. Nói chung là thả thấp vẫn đỗ. Diều của Nghệ Ninh thì mẹ nhặt cho. Con này lấp mây nhỉ, đây này. Chui mây rồi này, mờ mờ kìa.